Rồi, xin chào chị các bạn. Hôm nay em quay cái Mitsubishi X-Force, đây là phiên bản Premium nhé. Cụ thể thì đây là màu vàng. Ngoài ra thì thời điểm này bên em cũng đang về rất là nhiều xe X-Force cho anh chị tham khảo rồi. Đầy đủ từ những phiên bản như là GLX này, Pre này, hay là Ultimate mới ra mắt vừa rồi. Đấy, sẵn xe đủ màu cho các bác thoải mái lựa chọn. Thì hôm nay mình sẽ đi sâu về cái phiên bản Premium này nhiều hơn. Tuy nhiên thì trước đó em sẽ giới thiệu nhanh qua giá bán của các phiên bản hiện nay. Thì thời điểm này X-Force đang được bán với 4 phiên bản nhé. GLX này là phiên bản tiêu chuẩn này. Giá của phiên bản này đang là 599 triệu giá niêm yết ạ. Bản Exit là 640, bản Premium là 680 và bản Ultimate là 705. Thì với các bác mà lần đầu tìm hiểu, em có thể giải thích nhanh qua một chút. Thì với phiên bản GLX thì là mình sẽ có phiên bản ghế nỉ, ghế cơ, ghế nỉ đúng không ạ, là phiên bản tối giản về nội ngoại thất. Phiên bản Exit thì các bác được cải thiện thêm một chút về ngoại thất. Tuy nhiên thì nội thất nó tương đương giống với phiên bản GLX đó. Còn với phiên bản mình đang xem trên màn hình là phiên bản Premium thì đã được trang bị gần như đầy đủ về nội ngoại thất để chúng ta sử dụng bình thường. Ngoài ra thì phiên bản Ultimate thì sẽ nâng cấp hơn một chút, như là ADAS, cảnh báo và giữ khoảng cách của xe phía trước này, cảnh báo lệch làn đường này, hay là cốp điện đúng không ạ, những cái trang bị cao cấp hơn một chút, mà cái chênh lệch mức giá nó cũng không quá đáng kể. Rồi ạ, thì mình quay lại với phiên bản Premium thì X-Force này nó có 5 màu các bác nhé. Thì tất cả các ba phiên bản thấp thì các màu bán bọn em bán đồng giá tương đương nhau. Với phiên bản Premium này 680 triệu giá niêm yết thì hiện nay giá bán thực tế các bác đang chỉ phải trả đâu đó nó rơi vào khoảng tầm 652 triệu đồng nhé. Ở các tỉnh hiện nay nếu mà lăn bánh ở Hà Nội thì các bác tính đâu đó nó sẽ dao động vào khoảng 759 triệu. Các bác thuế ở 12% như là Lạng Sơn, Lào Cai, Hải Phòng thì sẽ là 739. Các bác thuế 10% thì sẽ là 725 triệu. Đấy, thuế 10 như Bắc Ninh, Bắc Giang thì bên em sẽ bán ở khoảng đâu đó khoảng 725 triệu. X-Force này thì phải nói thật với các bác là hàng ghế thứ hai ấy, ngoài việc có cửa gió điều hòa hai thì đây cũng là một mẫu xe khá hiếm mà chỉnh được 8 mức độ ghế ở hàng hai. Tức là mình có thể điều chỉnh cái độ ngả của ghế hàng hai khá là thoải mái. Đó, thì 725 triệu lăn bánh các bác ở tỉnh địa phương Bắc Ninh, Bắc Giang. Trả góp thì các bác trả trước giúp em tối thiểu vào khoảng hơn 200 một chút ạ. Hàng tháng gốc lãi thì dao động vào khoảng 9 triệu cả gốc cả lãi, giảm dần theo dư nợ. Tiền lãi của mình đâu đó vào khoảng hơn 3 triệu một chút ạ, tiền gốc là hơn 5 triệu. Thật ra cái này nó tùy vào thời gian vay, mình có thể lựa chọn từ 4 đến 8 năm và cái hồ sơ tài chính của mình là cái ảnh hưởng đến cái lãi suất vay khá là nhiều. Rồi ạ, về cái phiên bản Premium cho các bác lần đầu tìm hiểu xe thì em sẽ đi trong nội thất luôn. Thì đặc biệt của phiên bản X-Force Pre chúng ta sẽ có cái nội thất là vải chống thấm nước. Đây là cái xe đầu tiên sử dụng cái chất liệu vải như này. Cũng rất nhiều bác thử đổ cà phê rồi các loại nước ngọt ra lau xem có dễ vệ sinh và có bị mùi hay không. Thì thưa với các bác là rất là ok, rất là sử dụng thoải mái ạ. Màn hình trên này là màn hình 12 inch nhá. Bản GLX và bản Exit thì là màn hình 8 inch, hai phiên bản cao cấp còn lại là màn 12. Đấy, ngoài ra trên vô lăng thì mình sẽ có đầy đủ như là điều khiển giải trí này, cruise control này, đàm thoại rảnh tay các thứ là đầy đủ các bác nhé. Điều hòa hai vùng độc lập, chỉ duy nhất bản GLX là điều hòa cơ một vùng. Phanh tay điện tử auto hold, nút đề nổ start stop hay là các chế độ lái. Ở phiên bản bắt đầu từ Bre bắt đầu sẽ có nhiều chế độ lái cho mình lựa chọn tham khảo. Vậy, cốp phụ cũng rất là rộng thoải mái. Đấy, bệ tì tay, các cổng kết nối các bác yên tâm, cái này là ghế da rồi thoải mái, gần như là mình về thì chỉ lắp thêm một chút chút phụ kiện nhỏ thôi là mình đi được rồi.
Như em có nói trong đầu video ấy, thì cái độ rộng của hàng ghế thứ hai của xe này nó phải tương đương với CX-5. Đây, em ngồi ghế lái nhá. Một người 1m8 như em, ngồi hàng hai này, các bác nhìn này. Đây, nó vẫn còn dư một khoảng rất là rộng như này. Thì cái độ ngả của ghế hàng hai mình điều chỉnh được này, có cửa gió điều hòa, mà đặc biệt là khoang ngồi cũng rất là rộng. Thì mình có thể cân nhắc sử dụng mẫu xe này. Mức giá dao động đang bán hoàn thiện của các phiên bản là từ hơn 600 cho đến hơn 700 một chút ạ. Đấy, về phần tiêu thụ nhiên liệu đây, 6,51 ở trong đường kết hợp và chỉ hơn 5 lít, gần 6 lít cho đường cao tốc. Thì các bác có nhu cầu tham khảo mua X-Force, đặc biệt là X-Force Pre Ultimate thì bên em đây rất nhiều xe, rất nhiều màu, các bác để chọn thoải mái và yên tâm là kho bãi bên em để toàn bộ trong nhà, không dầm mưa dãi nắng, không lo gì xét gì cả. Đấy, anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp qua bên em nhé, để bên em tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.